Vâng, xin chào mừng quý các bạn đến với chương trình bình luận trực tiếp giải thi đấu cờ tướng chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020.
Tắt rồi. À, tại bàn số 1 lúc này đang là sự góp mặt của hai kỳ thủ lão làng. Kỳ thủ cầm quân đỏ đó là danh thủ Trương Mạnh Toàn của câu lạc bộ Tam Điệp đến từ tỉnh Ninh Bình. Còn người cầm quân đen là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, là cũng là phó chủ tịch của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Mỗi một ván cờ thì mỗi bên sẽ có thời gian là 20 phút không có tích lũy và thi đấu theo luật cờ tướng Việt Nam. Mỗi một ván thắng được tính 1 điểm, hòa nửa điểm và thua 0 điểm. Và mỗi bên là đều còn rất nhiều những cây chủ lực như là xe pháo mã. Và bên đen là phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải đã thiết lập được hệ thống pháo đầu và đang hình thành lên mệt thế.
Sát rồi. Như vậy là sau một hồi suy nghĩ thì phó giáo sư tiến sĩ Đức Hải đã quyết định dùng pháo để đổi lấy mã của đối phương và sau đó đã tranh thủ thời cơ ăn xe về tốt để tạo đà rất lợi thế cho giai đoạn cờ tàn. Ván đấu vẫn đang hứa hẹn diễn ra rất là hấp dẫn và lực lượng quân chủ lực của đôi bên vẫn còn 5 cây chiến, mới chỉ đấu bớt một quân thôi. Và trên bàn cờ các bạn thấy rằng là bên đen rất là độc đáo khi có sự tham dự khi có sự xuất hiện của 5 con tốt. Như vậy là nếu mà nói về vấn đề cờ tàn thì bên đen sẽ là người khả quan hơn ở giai đoạn tiếp theo. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ trong từng ván đấu là 20 phút và không có tích lũy. Bên nào dụng kim trước bên đấy sẽ xử thua. Nếu trong trường hợp có một kỳ thủ xin hòa thì ban tổ chức sẽ đề nghị đếm lước là 30 lước bắt đầu từ thời điểm đó và hai bên không ăn quân nào sẽ tính là hòa. Bên đen bình xe vào lộ 6, dọa đánh sát cục lước bí của bên đỏ. Danh thủ Trương Mạnh Toàn đến từ Tây Bình buộc phải bình xe vào trung lộ để đỡ lại đòn tấn công rất là hiểm hóc của phó giáo sư tiến sĩ Đức Hải. Và ván đấu vẫn đang hứa hẹn diễn ra rất là kịch tính khi mà cả đôi bên đều có những cái thế đánh và sự rình rập nhất định trong bối cảnh này. Trận chiến vẫn đang xoay quanh ở giai đoạn chung cuộc. Như vậy là hai kỳ thủ lão làng vẫn đang tính toán những đường đi lước bước một cách rất cẩn trọng. Bên đen đã tách xe ra để kiềm tỏa pháo, không cho con pháo biên của bên đỏ có thời cơ ăn mã. Và hình thế ở giai đoạn chung cuộc của trận đấu vẫn đang hứa hẹn hết sức là hấp dẫn. Thời gian thi đấu của hai danh thủ vẫn còn khá nhiều. Bên danh thủ Trương Mạnh Toàn đến từ câu lạc bộ Tam Điệp đang nhỉnh hơn một chút so với thời gian của phó giáo sư tiến sĩ Lê Đức Hải. Tuy nhiên thì bên đen đang hình thành một thế tấn công mới ở cánh bên. Các bạn thấy rằng là bên đen đã nhận thấy bên đỏ rất ít quân phòng vệ ở bên phải, đã tập trung hỏa lực với sự phối hợp của hai xe pháo mã đang dồn lực để có thể công phá thành trì của bên đỏ. Bên đỏ đang đứng trước nguy cơ rất lớn trong bối cảnh này. Ván đấu đang có những giây phút rất kịch tính trong giai đoạn mà lướt sôi lửa bỏng giữa đôi bên. Như vậy bên đỏ buộc lòng phải về pháo rồi. Và giờ thì chúng ta hãy xem đến đây bên đen sẽ xử lý thế nào.
bên đen quyết định tấn xe xuống cửu để sau đó có thể ám phục những lướt cờ rất nguy hiểm và tạo thế là xong xe kẹp cửu. Và tuy nhiên thì bây giờ thì bên đỏ đã ứng phó rất nhanh, thoái pháo để đuổi xe rồi. Và hình thế của bên đỏ đang tạm thời phải tập trung cho việc phòng ngự trước khi nghĩ đến những cuộc phản công mới ở cánh phải của bên đen. Và hai bên đang dồn hỏa lực để có thể tranh đua tốc độ công sát trong bối cảnh tiếp theo. Và trong giải đấu thì sẽ tính hai lỗi kỹ thuật với xử thua. Và ví dụ như bỏ tướng thì cũng chỉ tính một lỗi kỹ thuật thôi chứ không xử thua luôn. Trừ giai đoạn cờ chớp thì do tốc độ nhanh quá thì một lỗi kỹ thuật mới xử thua. Và như vậy là đến đây thì bên đỏ bắt đầu mở những đường tấn công rất là mãnh liệt rồi. Và ăn xe vào tốt, bên đen đã phải cởi vị trí mã tâm lên và ngay lập tức là một đường lao pháo để đập tượng, tạo ra một thế công cực kỳ là hung hãn. Và sau lướt cờ này thì bên phó giáo sư tiến sĩ Lưu Hải đang phải vất vả chống đỡ. Và đến đây thì chắc chắn là phải lên sĩ rồi, bởi vì là không thể về tượng được. Và đó là tình huống để cho danh thủ Trương Mạnh Toàn của câu lạc bộ Tam Điệp sẽ ăn thêm một tượng nữa và đang đe dọa bắt trực tiếp đôi mã của bên phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải. Hình cờ bên đỏ đang trong thế phản tiền rất là mạnh mẽ. Và bối cảnh mặc dù là từ đầu trận đến giờ thì bên đen đã nhiều nỗ lực để có thể thi đấu một cách song phẳng. Và tuy nhiên thì bây giờ thì bên đỏ đã chớp được thời cơ và đã lổ được hai tượng rồi. Bên đen mã 9 thoái 8 buộc phải liên kết hai mã để thủ. Tuy nhiên hình thế này là hình thế rất khó khăn dành cho bên đen, khi mà hậu phương của bên đen đã tương đối là bất lợi. Chỉ còn lại cặp sĩ để đỡ được hai xe pháo mã của bên đỏ thôi. Như vậy là bên đỏ đã tách xe sang lộ 8 rồi và đang ám phục một thế công rất là tiềm tàng và đầy hiểm hóc dành cho kỳ thủ cầm quân đen. Bằng sau lướt cờ này thì bên đỏ sẽ tận dụng uy lực của hai xe một pháo, sẽ tấn công vào cánh phải đang rất mỏng yếu của bên phó giáo sư tiến sĩ Đức Hải. Có lẽ là toàn bộ quân lực của bên đen đã ở trạng thái là nước xa không cứu được lửa gần rồi. Và bối cảnh là bối cảnh đang có nhiều ưu thế dành cho lão tướng danh thủ đến từ tỉnh Ninh Bình, đó là danh thủ Trương Mạnh Toàn, chủ nhiệm của câu lạc bộ Tam Điệp. Như vậy là một lướt cờ pháo 7 bình 9 đang dọa lướt xe 8 tấn 2 để chiếu cục. Và bên đen sẽ phải phòng ngự cho cái đợt tấn công hết sức là lợi hại này của kỳ thủ Trương Mạnh Toàn.
Như vậy là một lực cờ phối hợp tấn công xe pháo rất nhanh và đâm xe chiếu, bên đen buộc phải sĩ âm thoái 4 và là lực cờ pháo 9 binh 6 chuẩn bị áp dụng chiến thuật là pháo lăn để có thể bẻ hết sĩ tượng của bên đen. Và hình cờ vừa rồi thì bên đỏ ngoài lực cờ pháo 9 binh 6 ra có thể cân nhắc đi lực cờ xe 5 binh 6 để sử dụng hai xe một pháo thì có khả năng là sẽ tấn công liên mạch hơn. Tuy nhiên thì việc công phá được sĩ tượng của kỳ thủ Trương Mạnh Toàn cũng sẽ giúp cho bên đỏ có nhiều cái thuận lợi trong việc là tổ chức tấn công và ghi điểm trong ván đấu này. Giải thưởng của giải đấu vô địch cờ tướng chủ nhiệm các câu lạc bộ năm 2020 gồm có 7 giải. Và trong đó thì giải nhất sẽ gồm huy chương vàng cộng thêm phần thưởng trị giá là 3 triệu 500 nghìn đồng đến từ ban tổ chức. Và giải nhì sẽ gồm là huy chương vàng và 3 triệu Việt Nam đồng. Sau, các giải tiếp theo thì gồm có giải 3 là huy chương đồng và 2,5 triệu đồng tiền thưởng. Giải tư là huy chương đồng và 2 triệu tiền thưởng. Và còn một số các giải khuyến khích dành cho hạng 5, hạng 6, hạng 7. Mỗi giải sẽ có trị giá là 1 triệu. Thank you.